Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá bán chính thức của Triumph 2008 tại thị trường Việt Nam. Triumph là mẫu xe đến từ Anh Quốc, được đưa đến Việt Nam thông qua một đại lý trách nhiệm hữu hạn Aus Nabodas International Việt Nam với tư cách nhà phân phối độc quyền của Triumph. Đa dạng với những mẫu xe cổ điển Cruiser, Chrysler, Pathfinder hay thậm chí đến những mẫu Nuclear và Aventador. Giá bán chính thức của Triumph 2008 tại thị trường Việt Nam. Cái dòng Triumph T100 và T120 là những cái tên phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam. Và đây là bảng giá xe của Triumph 2008. Dòng xe Cruiser Speedmaster mức giá đề xuất là 595 triệu đồng, đã bao gồm VT. Bubble Black 569 triệu đồng. T120 555 triệu đồng. T100 399 triệu đồng. Những dòng Chrysler Jeep Chrysler mức giá đề xuất 365 triệu đồng, đã bao gồm VT. Jeep 329 triệu đồng. Những dòng Pathfinder Traction A mức giá đề xuất 595 triệu đồng, đã bao gồm VT. Jeep Cup 385 triệu đồng. Những dòng Nuclear Speed Triple SA mức giá đề xuất là 350 triệu đồng, đã bao gồm VT. Speed Triple AS mức giá là 430 triệu đồng. Speed Triple A 699 triệu đồng. Những dòng Aventador Tiger 800 SAS Low mức giá đề xuất là 589 triệu đồng. Tiger 800 XCA Low 695 triệu đồng. Tiger Explorer 704 triệu đồng. Tiger Sport là 650 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.